Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 chia thành hai phần gồm Xuân An Vui và Xuân Thịnh Vượng, dài hơn 600 m. Công trình sử dụng nhiều chất liệu như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, vải, dây thun, cùng khoảng 88 loại hoa, 18 loại lá, gần 106.000 chậu giỏ các loại, hơn 300 m² cỏ. Đây là lần năm thứ 20 đường hoa được tổ chức dịp Tết Nguyên Đán tại trung tâm thành phố, ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ. Cũng như Tết năm ngoái, cổng chào đường hoa năm nay được dịch chuyển sang một bên để tạo không gian thoáng đãng hơn. Tại cổng chào, các linh vật được thiết kế cao 0,8-4,5 m, tạo hình bằng xốp, sơn bề mặt giả gốm, thể hiện cử động liếm chân trước, vươn tay. Ở đại cảnh, cổng đường hoa là hình ảnh đôi linh vật cao 4,5-5,5 m, kết từ hơn 2.900 giỏ hoa tươi. Trước mặt quý anh chị và các bạn, ta thấy là cái phối cảnh của đường hoa có dòng chữ Mừng Xuân Quý Mão, với linh vật là hai chú mèo, một chú mèo màu xanh đốm vàng và chú mèo màu đỏ đốm vàng. Hy vọng đường hoa năm nay sẽ trở thành một trong những điểm nhấn của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, để quý vị và các bạn xa quê hương ghé thăm và chụp hình lưu niệm. Còn đây là cái hoạt cảnh về mây tre, là vật liệu chủ đạo được trang trí ở đường hoa. Nhiều năm qua, việc sử dụng cái chất liệu thân thiện với môi trường là một trong những tiêu chí bắt buộc khi thiết kế và thực hiện cái đường hoa xuân Nguyễn Huệ. Đặc biệt năm nay là kỷ niệm 20 năm hình thành cái đường hoa Nguyễn Huệ, thì trong cái hình ảnh chủ đạo của đường hoa năm nay có 8 linh vật đã trưng bày ở đường hoa trong 20 năm sau qua sẽ được tái hiện, bao gồm những cái linh vật như Thân là con khỉ, Dậu con gà, Tuất con chó, Hợi là con heo, Tý là con chuột, Sửu là con trâu, Dần là con cọp và Mão là con mèo, là năm nay năm Quý Mão 2023. Các linh vật được đặt ở sau lưng cổng chào đường hoa và giống 80% so với nguyên bản năm xưa. Khu hoa lan năm nay với tên gọi Nhịp Sống Sài Gòn, rộng hơn 300 m², nằm dưới 8 mái vòm khung sắt, rộng khoảng 1,8-4 m, cao từ 2,55-5,5 m, đang xen nhau để tạo mái phủ bóng. Lần đầu tiên đường hoa Nguyễn Huệ thiết kế cầu kính dài 40 m, làm bằng sắt, gỗ và kính cường lực 3 lớp, cao từ 1,8 m tính từ mặt đất. Đây là cái đường hoa cầu kính để mọi người đi qua. Ở bên dưới là chụp hình. Còn đây là hình ảnh hai con mèo lớn đón khách tham quan ở đầu đại cảnh. Linh vật được thiết kế dài hơn 3 m, kết hợp với sắt, mút xốp và mùi cưa. Nhiều loại hoa với linh vật được bố trí trong đường hoa. Đơn vị thực hiện đường hoa năm nay là Sài Gòn